Em này chào các bác nhé. Hôm nay là ngày 17 tháng 5 năm 2021. Em là sĩ Hải Phòng. Mọi người xem video cho em xin một like, ấn chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh ngày càng phát triển nhé. Thì hôm nay em sẽ lên một cái video hướng dẫn cô chú anh chị mình cách là xử lý những cái ki mà nó chậm phát triển ở trên một thân ki, tức là trên một cái thân mẹ này, và có những cái ki nó lớn vượt trội và có những cái ki nó sẽ bị đèo đẹt, nó không lên, nó cứ lù lù ở vậy. Vì lý do là cây lan phi điệp nó có tính chất ưu tiên ngọn, tức là cây nào khỏe, cây ngọn cây nào khỏe nó đi thì nó cứ đi, còn đâu những cây cái nào mà nó yếu thì nó cứ nằm yên một chỗ. Thì để khắc phục cái tình trạng đó mình sẽ phải sử dụng phương pháp nào. Và cái thứ hai nữa em muốn hướng dẫn cô chú anh chị là cái cách mà cô chú anh chị làm cho những cái mầm gốc, ví dụ hai cái mầm gốc, một cái lên rất là lớn rồi, còn một cái thì nó cứ lù lù, nó không chịu đi, sau đó là nó bị cái thằng lớn hơn này nó ăn hết dinh dưỡng, và nó cái vòng mầm nhỏ thì nó sẽ cứ lù lù ở đấy đấy và nó không phát triển. Thì để giải quyết những cái phương pháp là những cái tình trạng như này thì mình sẽ phải làm như thế nào, thì mời cô chú chị cùng theo dõi video. Thì đầu tiên là sẽ khắc phục là cái tình trạng mà cây mà nó có những cái mầm to mầm nhỏ, ví dụ như cái cây bên này chẳng hạn. Đây cô chú chị có thể là quan sát, em cho nó xuống để mọi người cùng nhìn. Đây cô chú anh chị có thể quan sát thì ở đây là có bốn cái ki bên trên này, nó lớn rất là mạnh, và cái ki bên dưới này thì nó rất là nhỏ và nó không phát triển. Thì để khắc phục cái tình trạng này mình sẽ phải làm như nào? Thì ở đây cô chú anh chị có thể quan sát là cái ki nhỏ này sau khi em xử lý thì mọi người có thể nhìn thấy nó đang mở lá, cái dấu hiệu khắc trắng kia kìa. Đây trước nó tụt xuống, cái phần trắng này là nó mới đi lên này. Đấy, cái phần trắng của hai cái bẹ lá nó mới ôm là nó mới đi lên, còn trước là nó có phần xanh nè này là nó tụt xuống. Như vậy thì khắc phục cái này cô chú chị nhà mình là lưu ý cho em là mình sẽ sử dụng AB, mình hòa AB, một giọt AB và một giọt nước vào buổi chiều mát, cô chú chị nhỏ trực tiếp vào ngọn cho em. Mình sẽ làm 2 đến 3 ngày một lần và duy trì cho em là cũng 3 ngày 3 lần. Cô chú chị duy trì cho em 3 lần là cô chú chị thấy cái sự khác biệt của nó. Thì đồng thời cái việc mà cô chú chị xử lý cái này rồi thì mình sẽ phải là nuôi cái mầm này bằng cái nguồn dinh dưỡng ngoài để cho nó ưu tiên, để cho nó không lấy dinh dưỡng qua cây mẹ nữa, thì là cái nguồn dinh dưỡng từ cây mẹ nó sẽ cấp đến những cái mầm con này, thì là cái cây của mình nó sẽ nhanh mở lá và nó sẽ nhanh đuổi kịp cái thằng này nhiều hơn. Thì đây như cô chú chị quan sát, ở đây em có một cái chậu lan này, và em vừa rồi em cũng hướng dẫn cô chú chị là chăm sóc những cái mầm ki đèo đẹt, thì em đã sử dụng nguyên cái bộ combo đó để em sử dụng, em phun cho những cái cây này. Thì cô chú chị nhìn một cái cây bây giờ nó thành một cái tác phẩm rất là đẹp, từ cây mẹ đến cây con, đây quay như này thì đúng là thành một cái tác phẩm rất là tuyệt vời. Đấy là cái cách mà em sử dụng cái bộ combo phân thuốc mà hôm trước em có giới thiệu và chia sẻ với cô chú chị đấy. Thì nó gồm là VK Humap này, và AB này, và cái Leven siêu dinh dưỡng. Thì tương tự với cái cách mà mình làm cái mầm bị chai lại nó không mở lá nó đi, thì cô chú chị cũng có thể làm ở những cái mầm gốc này, để cho cái mầm gốc này nó đuổi cái cây, cái mầm to này một cách dễ dàng hơn. Chỉ trong vòng một tháng là nó sẽ đuổi gần kịp cái này, mà nếu mà mình không bổ sung dinh dưỡng ở bên ngoài thì em nghĩ là nó sẽ không có thể là đuổi theo cái cây ở bên này được. Đó thì nó cũng là một cái cách khắc phục mà em đã hướng dẫn cô chú chị rồi, nhưng mà mọi người cũng chắc là cũng chưa sử dụng đến. Thì hôm nay em sẽ hướng dẫn cô chú chị cách
khắc phục của cái này như thế nào. Thì bây giờ em sẽ cho lại cho cô chú anh chị xem lại cái mầm này trước khi mà nó lớn. Thì ở bên này nó còn một cái mầm nữa, nó rất là to và nó đẹn cái ông này không lớn được. Thì cô chú chị có thể quan sát ở đây, thì bây giờ cái chính những cái mầm này, bây giờ cái cổ kỳ đến thân kỳ nó đều to hơn cái thằng anh của nó. Mà mặc dù thằng anh của nó lên trước, thì hôm nay cái thằng này nó đã to hơn thằng này. Thì tại sao mình làm được cái việc đó, thì bây giờ em sẽ mời cô chú chị cùng theo dõi em cái hình ảnh đây. Đây là cái chậu lan, cô chú chị nhìn đây, cách đây là, để em xem ngày bao nhiêu, em tách cái này. Đây, hôm đấy là ngày 20 tháng 4, thì hôm nay là 17 tháng 5, chưa tròn 1 tháng. Thì mình cứ gọi là tròn 1 tháng đi. Thì cô chú chị có thể là quan sát là cái thằng ở dưới này. Đây, cái thằng ở dưới này nó rất là bé và nó có sự khác biệt hoàn toàn so với cái cây cây anh của nó, so với ông anh này của nó, mà bây giờ nó được như thế này. Đây mọi người nhìn đây, đây nó rất là bé. Và để làm được cái điều này như thế nào, thì cũng tương tự như bài mà em hướng dẫn cô chú chị là cách mà chăm cái mầm kỳ đèo đẹp đấy, thì mình sẽ ưu tiên mình chăm cái thằng này và toàn bộ cái dàn kỳ này. Thì hôm đó là em có làm, thì cô chú chị có thể quay nhìn đây là nó chưa có hề có một cái kỳ nào. Hôm nay có một dàn kỳ và cộng thêm ở trên này có một bông hoa. Thì cái cách xử lý như thế nào, mình sẽ ưu tiên mình chăm sóc cái thằng này cho em, cái thằng mầm nhỏ này mình chăm sóc bằng phương pháp nào. Thì cũng như em đã hướng dẫn cô chú anh chị rất là nhiều lần rồi, thì cái này nhá, cô chú anh chị dùng AB. Đầu tiên là dùng AB, cô chú chị hòa cho em với tỷ lệ 1:1, 1 AB và 1 nước. Sau đó mình nhỏ trực tiếp vào ngọn cây. Có thể là cô chú chị không cần hòa cũng được, tại vì là nếu mà cô chú chị không hòa thì lúc mà mình tưới xong, cô chú chị nhìn thấy cái những con còn những cái giọt nước đọng ở đây này. Đây, còn những cái giọt nước đọng ở đây thì cô chú chị nhỏ trực tiếp. Còn nếu mà cô chú chị mà muốn an toàn hơn thì có thể hòa 1 AB và 1 nước. Em thì em không có hòa, tại vì lúc nó cứ còn đọng nước ở đây này em đã nhỏ rồi. Đấy, thì là mình sẽ ưu tiên mình xử lý ông này bằng cách là 1 AB, 1 nước. Cô chú chị giỏ liền tu ti cho em khoảng 5 lần, mỗi lần cách nhau 2 ngày. Và mình sẽ sử dụng như thế là liên tục trong vòng 5 lần cho em, 2 ngày 1 lần, cô chú chị giỏ cho em AB vào đây. Mà song song cái việc mình giỏ AB vào cho cái thằng này, thì mình sẽ phải bón phân cho nó để nó đủ dinh dưỡng. Chủ yếu là đủ dinh dưỡng cho cái thằng anh của nó. Thằng anh của nó là nó ăn đủ dinh dưỡng thì nó sẽ nhường thằng em, thì là lập tức là cái mẹ nó nuôi và cái dinh dưỡng bên ngoài thì là nó sẽ đạt được cái cây của mình mong muốn. Thì mình sẽ phải bổ sung dinh dưỡng ngoài như thế nào, cô chú chị lại sử dụng lại cho em cái AB và cái VK Homap và cái Leven. Thì cô chú chị sử dụng cho em ba cái sản phẩm AB, Leven và VK Homap. Thì AB cô chú chị cũng vẫn pha cho em là 30 giọt và Leven là 0,2 đến 0,3 cc, còn đâu VK vẫn sử dụng cho em là 1 giọt. Tất cả của chú chị hòa cho em với 100ml nước, phun vào buổi chiều mát. 10 ngày đầu cô chú chị phun cho em liên tục, sau 10 ngày cô chú chị giãn cách ra phun cho em chỉ 2 đến 3 ngày một lần. Sau đó là mình lúc mà mình phun giãn cách ra thì mình sẽ hạn chế sử dụng AB đi. Cô chú chị có thể là mỗi một lần sử dụng là cô chú chị cho em 10 giọt, hoặc là cách ngày cô chú chị hòa AB vào một lần với nó. Còn đâu là mình sẽ vẫn sử dụng hai cái này. Đấy, ví dụ là thứ hai cô chú anh chị sử dụng VK với cả Leven, đến thứ tư là cô chú anh chị sẽ không dùng đến thứ tư thì cô chú anh chị thêm cho em cái AB vào, và đến thứ sáu chẳng hạn thì cô chú anh chị lại bỏ cái AB đi. Đấy, mình sẽ phải giãn cách nó ra, tránh trường hợp là cây nó đầy đủ những cái chất
phân bào đầy đủ AB là nó sẽ sưng cái mắt ngủ ở dưới này đi, nó đẻ lối. Là cái trường hợp đấy mình không mong muốn thì mình sẽ phải sử dụng thưa nó ra. Đó là như vậy. Thì cô chú anh chị có thể là nhìn thấy đây trên màn hình, em cũng bắt đầu đang chăm bằng cái bộ sản phẩm này cho toàn bộ cây, thì là mình sẽ được những cái cây mà mình mong muốn rất là đẹp, rất là tuyệt vời. Đó là cái hôm nay em muốn chia sẻ. Thì em đang quay thì lại có điện thoại, thì cô chú anh chị là sử dụng những cái bình 1,5 lít thì là mình cái tia ở trong cái đầu vòi này nó rất là tốn nước và phân thuốc nó sẽ bay ra ngoài nhiều. Thì mọi người mua cho em là cái đầu vòi này, mua cho em thêm cái đầu vòi này. Khi mình sử dụng nó chỉ là dạng phun như kiểu xương ấy, nó bám lên bề mặt và bám mặt dưới mặt trên, mình phun nó rất là tiết kiệm. Tại vì cái bộ sản phẩm này nó khá là đắt, mà cô chú chị phun cho nhiều cây thì cái tiền mình bỏ ra rất là nhiều, thì mua cho em thêm cái này. Bác nào lấy về sau thì em có thể là gửi cho cô chú chị cái này. Nó có 10.000 cái thôi, về mình có thể là vặn vào những cái chai Navi hoặc chai nọ cái kia là mình làm, nó rất là tiện. Mà cái thứ hai thì cô chú chị mua phân thuốc thì có thể là liên hệ qua em. Tại vì đợt này em sẽ bán những cái sản phẩm này để cho cô chú chị mua về sử dụng ở trong cái giàn ăn nhà mình. Đấy là cái nội dung video ngày hôm nay em muốn chia sẻ đến cô chú anh chị. Thì để đạt được những cái cây lan nó đẹp như thế này thì mọi người bây giờ cũng là ở trong tầm tay của cô chú anh chị rồi. Em đảm bảo là cái này nó rơi vào tầm khoảng 1 tháng nữa thì hai thằng này nó sẽ đi song song với nhau, là nó không có bị sọc lạch như này. Mặc dù đây cô chú anh chị có thể là nhìn ở bên này này, đây là một cái mầm này nó lên rất là sớm. Mà cái mầm này lên rất sớm thì khi mà em sử dụng thì hai cái ông này nó đã gần đuổi kịp nhau. Còn cái ông này ông ấy lớn quá rồi thì căn bản là bên này nó còn hai cái mầm gốc ở bên dưới này nữa. Đấy, nhưng mà nó đều rất là khỏe sau khi mình sử dụng cái bộ phân thuốc này. Thì đấy là cái cách mà em đang sử dụng cho cái giàn lan nhà em. Thì đợt này là em thấy chăm bằng cái phương án này nó đạt hiệu quả thì em đã sử dụng thêm cái bộ phân thuốc này. Và em bỏ qua cái bộ phân thuốc lần trước là em có hướng dẫn cô chú chị là cách chăm sóc mầm gốc năm 2021 ấy. Tại vì cái này nó dùng nó sẽ không bị mất thời gian quá nhiều để mình pha phân thuốc. Vì cái thằng Leven này nó là cái dung dịch nuôi cấy cây lan trong môi trường cấy mô. Nó là môi trường MS để nuôi cấy cây lan nên là nó rất là tốt và hiệu quả trong cái việc chăm sóc cây lan. Thì có một cái sản phẩm tốt này thì mình sử dụng, có thể là mình bỏ qua những cái phân bón kia, những cái phân bón LVK không có cái nào mà được đảm bảo nhiều dinh dưỡng bằng cây này. Thì sau khi mình sử dụng cái này thì là em thấy rất là hiệu quả. Đấy, thì video của em hôm nay đến đây là kết thúc. Em xin chào cô chú chị, chúc cô chị chú chị có buổi tối vui vẻ. Em là sĩ Hải Phòng. Mọi người xem video cho em xin một like, ấn chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh ngày càng phát triển nhé.